Quý vị và các bạn thân mến, khi làm việc với các file Word hoặc các file Excel, đôi khi chúng ta có nhu cầu đối chiếu thông tin để làm báo cáo trên file Word hoặc so sánh số liệu thống kê trên file Excel. Thì việc di chuyển qua lại giữa hai file để so sánh gây bất tiện cho chúng ta. Vậy, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách mở hai file Word hoặc hai file Excel cùng một lúc trên cùng một màn hình để chúng ta làm báo cáo hoặc đối chiếu số liệu thống kê rất là tiện lợi và nhanh chóng. Thì để làm được điều đó, chúng ta làm như sau. Đầu tiên, chúng ta phải mở hai file Word hoặc hai file Excel. Ở đây tôi đã mở sẵn hai file Word và hai file Excel. Sau đó, để mở đồng thời hai file Word trên cùng màn hình, tôi vào thẻ View và chọn View Side by Side. Thì lúc bây giờ nó xuất hiện hai file Word trên cùng một màn hình. Và mặc định của nó là khi chúng ta cuộn là nó cuộn cả hai file. Cả hai file. Để bỏ cái cuộn đồng loạt hai file, chúng ta vào thẻ Synchronous Scrolling. Bỏ chọn nó. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể kéo riêng từng file một. Kéo riêng từng file một. Và điều đặc biệt thú vị nữa là chúng ta có thể chuyển qua lại giữa hai cái cửa sổ này. Ví dụ ở đây, cửa sổ màu đỏ ở bên tay phải muốn chuyển qua bên tay trái, tôi click chọn vào cửa sổ màu đỏ và chọn vào nút Reset Position. Tương tự, tôi muốn chuyển cửa sổ màu xanh thì tôi click chọn cửa sổ màu xanh và tôi chọn Reset Position. Và chúng ta có thể so sánh số liệu, copy paste dữ liệu từ file này qua file bên kia một cách rất là thuận lợi và nhanh chóng. Tương tự, để mở hai cái file Excel trên cùng một màn hình, chúng ta cũng làm thao tác tương tự như thế. Chúng ta phải mở trước lên hai file Excel, sau đó chúng ta vào Side by Side. Đây, nó sẽ hiện lên hai cái tập tin Excel. Một tập tin màu đỏ và một tập tin màu xanh, tôi muốn tô màu để chúng ta dễ phân biệt. Mặc định của nó là nó cuộn cả hai. Bây giờ chúng ta vào thẻ Synchronous Scrolling, bỏ, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ kéo được từng tập tin một, từng cửa sổ một. Và chúng ta có thể chuyển qua lại giữa hai cái cửa sổ này. Ví dụ màu xanh ở bên phải tôi muốn chuyển qua trái thì tôi click chọn vào bất kỳ một ô nào bên cửa sổ màu xanh, bên tập tin màu xanh, và tôi chọn vào Reset Position. Nó sẽ chuyển màu xanh qua bên tay trái. Tương tự, tôi muốn chuyển, bây giờ màu đỏ nó bên tay mặt, bây giờ tôi muốn chuyển cái màu đỏ này, tập tin màu đỏ này qua bên tay trái, thì tôi click chọn vào bất kỳ một ô nào đó và tôi chọn Reset Position, thì màu đỏ sẽ chuyển qua bên tay trái. Và cũng tương tự như ở tập tin hay tập tin Word, chúng ta có thể dùng cái nút zoom để chúng ta phóng to hoặc chúng ta thu nhỏ cả hai tập tin một cách rất thuận lợi và nhanh chóng. Mặt khác, chúng ta có thể so sánh các số liệu và copy paste các số liệu một cách rất là thuận lợi và nhanh chóng. Đây là cái chia sẻ thủ thuật Word và Excel xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công. Xin trân trọng kính chào.